Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay cô Quỳnh Như sẽ đọc bài thơ có tựa đề Khế, bài thơ của tác giả Phạm Hổ. Cô mời các bạn nhỏ nghe nhé. Hoa từ cành cao rủ nhau xuống giếng, tắm xong hoa tím theo gầu nước lên. Ai nặn nên hình khế chia năm cánh, khế chín đầy cây vàng treo lóng lánh. Con cua con hến giữa ruộng ven sông, nấu chung sao khế cơm canh ngọt lòng.